Hello, xin chào toàn thể các bác lần nữa này. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với các bác là mic không dây Chuseok M6. Loại này cũng khá là nổi tiếng rồi. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu với các bác này, em quay solo rồi, tí nữa nhờ ông nào quay nữa thì quay. Thì đầu tiên là mở ra đã, bộ mic không dây này có giá cũng khá là tốt thôi. Các bác nào quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Số điện thoại dưới phần mô tả. Ở đây là đầu tiên sau khi mở ra là có miếng xốp đệm mút, và đây là một cái quyển hướng dẫn sử dụng bằng thứ tiếng nội địa bên Trung Quốc, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các bác quan tâm vui lòng lên trang web hieuaudio.vn. Tiếp theo là một đầu thu không dây của hãng Chuseok mang thương hiệu là M6. Ở đây là một form và các nút tùy chỉnh là setup điều khiển âm lượng, tần số sóng. Và đằng sau của cái đầu thu này thì nó có gồm là hai cổng anten và hai nút tùy chỉnh để tùy chỉnh mức sóng xa gần, và đặc biệt nó có nút đảo pha. Đảo pha này là sử dụng trong phòng hát hoặc karaoke gia đình. Ví dụ các bác đã có sẵn một bộ mic ở nhà, ví dụ như là UGX8 hay là UGX10, thì các bác cùng hát và một số trường hợp nó bị ngược pha thì các bác chỉ cần gạt công tắc này thôi là nó sẽ cùng pha và tiếng nó rất là hay. Rồi tiếp theo là giới thiệu các bác là tay mic. Tay mic này màu mè của nó hơi bị đẹp một chút, là tay mic của hãng Chuseok. Ở bên trong của nó thì là được tích hợp rất là nhiều công nghệ mới nhất bây giờ. Ở đây là cái tai mic và có thương hiệu Chuseok, và đây là logo của hãng, model là M6, có một nút nguồn và tai mic đây là hoàn toàn bằng nhôm đấy, và có một số gọi là phần cao su để giảm chấn trong trường hợp là các bác đặt xuống bàn thì thi thoảng nó đây là chưa có cái phụ kiện đi theo đấy, và khi các bác lắp phụ kiện đi theo này vào là không sợ chạy đi chơi đâu cả. Mic đứng yên một chỗ. Đây là phần trong mic là có một cái nút công tác này để điều khiển sóng tầm xa và tầm gần để cho là hiệu chỉnh được tối đa cái phần trong của nó. Ví dụ các bác gạt về sóng tầm xa ấy, thì là năng lượng nó sẽ tiêu thụ hơn một chút và tiếng nó sẽ sạch như là sóng tầm gần. Còn nếu mà các bác mà hát trong gia đình ấy, thì gạt về sóng tầm gần, tức là gạt về no, thì năng lượng tiêu thụ nó sẽ thấp hơn là tầm xa một chút. Ở đây là bên trong tai mic có rất là nhiều công nghệ đi theo, cái này em chưa giới thiệu chi tiết được. Các bác nào quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp nha. Rồi. Tiếp theo phụ kiện của chúng ta gồm có một dây mic, cái này thì hơi bị đặc biệt rồi. Các bác thường thường các mic khác thì là không có màu mè, nhưng mic này lại hơi màu mè. Đấy, tay mic thì màu hồng, dây mic thì màu xanh. Và tiếp theo nữa là có chống nan mic này. Đây là anten này thì hơi bị bá đạo rồi. Anten này hơi bị bá đạo, đây là cái anten. Các bác nhìn nha, vàng chói lọi luôn, vàng một cách chói lọi luôn. Rồi tiếp theo nữa là một cục nguồn của nhà máy đi theo. Đấy, cục này thì khá là nặng, nó khoảng tầm 0,5 kg, tức là kém 99,5 kg nữa là tròn một tạ. Rất là hay. Mic này là chuyên sử dụng cho các bác trong phòng karaoke cao cấp hoặc là phòng hát chuyên nghiệp. Và đây cuối cùng, đây là cái phần tặng theo cuối cùng của công ty. Đấy là một đôi pin cộng một đôi pin nữa là hai đôi pin cho các bác về để test thử luôn. Rồi, về phần giá thì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới phần mô tả. Hẹn các bác trong video sau nhé. Bây giờ này em lại tiếp tục giới thiệu một số sản phẩm nữa đây.